anh là người đàn ông mà chưa bao giờ từ chối em bất cứ một cái gì, bất kể một cái quyết định gì nó quan trọng trong cuộc sống và trong sự nghiệp của anh. Anh đều hỏi ý kiến của em. Từ nay về sau, cho tới già, mình sẽ vẫn ở bên nhau. Và anh lúc nào cũng có em bên cạnh.